Dọc nội ngoại, các ông bà thông gia liên gia, bạn bè gần xa, bà con lối xóm, nối niềm tiếc thương vô hạn. Ông Quách Văn Doan sinh năm 1962, ông sinh quán tại thôn Đồng Trung, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ông trú quán tại thôn Đồng Trung, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Qua một thời gian, ông lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ ở các bệnh viện hết lòng cứu chữa gia đình vợ con anh em, dòng tộc nội ngoại tận tình chăm sóc động viên, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, ông đã không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng tại gia đình vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 15 tháng 1 năm 2024, tức ngày mùng 5 tháng 12 năm Quý Mão, ông hưởng thọ 62 tuổi. Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Lạc xin được tổ chức lễ tang cho ông Quách Văn Doan theo đúng nghi lễ của địa phương sở tại. Và thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin được thông qua chương trình lễ tang cho ông Quách Văn Doan như sau. Lễ nhập quan được tiến hành vào hồi 16 giờ 30 phút. Lễ viếng được tiến hành vào hồi 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2024, tức ngày 5 tháng 12 năm Quý Mão. Và lễ truy điệu được tiến hành vào hồi 14 giờ 15 phút. Lễ hành tống và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng được cử hành vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2024, tức ngày 6 tháng 12 năm Quý Mão. Với ban tổ chức lễ tang cho ông Quách Văn Doan gồm có các ông bà có tên sau: 1. Ông Bùi Đức Phượng, bí thư chi bộ làm trưởng ban; 2. Bà Lê Thị Hà, trưởng thôn làm phó ban; 3. Ông Bùi Xuân Thủy, phó thôn làm ủy viên; 4. Ông bà Bùi Thị Lê, chi hội trưởng hội phụ nữ làm ủy viên; 5. Bà Bùi Thị Thanh, chi hội trưởng hội cựu chiến binh làm ủy viên; 6. Bà Bùi Thị Phượng, chi hội trưởng hội người cao tuổi làm ủy viên; 7. Ông Bùi Văn Quý, bí thư chi đoàn thanh niên làm ủy viên; 8. Là ông Quách Văn Thủy, đại diện cho gia đình hiếu chủ làm ủy viên. Kính thưa gia đình hiếu chủ, thưa toàn thể lễ tang, sau đây thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin mời các đoàn đại biểu lên đặt vòng hoa thắp hương cúng viếng hồn ông. Xin mời đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Đồng Trung do ông Bùi Đức Phượng làm trưởng đoàn và đặt vòng hoa thắp hương cúng viếng hồn ông. Xin trân trọng kính mời đoàn. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời đoàn đại biểu đại diện cho chi hội phụ nữ thôn Đồng Trung do bà Bùi Thị Lê làm trưởng đoàn và đặt vòng hoa thắp hương cúng viếng hồn ông. Xin trân trọng kính mời đoàn. Giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho hội cựu chiến binh thôn Đồng Trung do ông Bùi Văn Linh làm trưởng đoàn vào thắp hương cúng viếng hồn ông. Xin trân trọng kính mời đoàn. Giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho hội nông dân thôn Đồng Trung do ông Bùi Xuân Thủy làm trưởng đoàn vào thắp hương cúng viếng hồn ông. Xin trân trọng kính mời đoàn.
Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho chi đoàn thanh niên thôn Đồng Trung vào đặt vòng hoa thắp hương cúng viếng hồn ông. Xin trân trọng kính mời đoàn. Chương trình, tôi trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Đức Phượng, Bí thư chi bộ, trưởng ban lễ tang lên tóm tắt tiểu sử ông Quách Văn Đoan. Trân trọng kính mời ông. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin được tóm tắt tiểu sử của ông Quách Văn Đoan. Kính thưa hương hồn ông Quách Văn Đoan. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, anh em nội ngoại xa gần, các gia đình thông gia liên gia cùng bạn bè gần xa. Trong lúc bà con nhân dân đang vui mừng phấn khởi đón chào năm mới 2004, chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, gieo mạ làm đất, chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân, thì một tin buồn đột ngột đến với chúng ta. Ông Quách Văn Đoan mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được các y bác sĩ bệnh viện tỉnh trung ương hết lòng cứu chữa gia đình vợ con, hết lòng chăm sóc, nhưng ông bệnh quá hiểm nghèo, ông đã không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 15 tháng 1 năm 2024, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm Quý Mão, hưởng thọ 62 tuổi. Hôm nay, trong niềm thương tiếc vô hạn, cán bộ, nhân dân thôn Đồng Trung cùng đông đảo anh em nội ngoại xa gần, bạn bè, dòng tộc, long trọng tổ chức lễ truy điệu để tiễn biệt ông Quách Văn Đoan về cõi vĩnh hằng. Kính thưa quý khách xa gần, thưa toàn thể tang lễ, ông Quách Văn Đoan sinh năm 1962 tại thôn Đồng Trung, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân tại một vùng quê, rồi truyền thống cách mạng, lớn lên trong thời kỳ cách mạng tháng 8 thành công, được cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn học đến nơi đến chốn. Lớn lên, ông tích cực tham gia các phong trào đoàn đội của địa phương. Đến năm 1984, nghe theo tiếng gọi của Đảng, ông lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về địa phương tiếp tục tham gia các phong trào. Hoạt động của địa phương, các đoàn hội và hiện là hội viên hội nông dân chi hội thôn Đồng Trung, xã Quảng Lạc. Với tinh thần cầu thị, chịu khó học hỏi, ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với phong cách gần gũi, luôn giúp đỡ mọi người, ông là một nhân tố cao đẹp, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bằng những kinh nghiệm quý báu của mình, ông thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của địa phương, từ đó được bà con nhân dân tin tưởng và quý mến. Xin thưa quý khách xa gần, thưa toàn thể tang lễ, ông Quách Văn Đoan lớn lên xây dựng gia đình và sinh hạ được 2 người con, một trai, một gái và đã có 2 cháu nội, 1 cháu ngoại. Từ bàn tay cần cù lao động biết kinh nghiệm, ông đã cùng vợ con xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, nuôi dạy con cháu khôn lớn trưởng thành. Bản thân ông và gia đình luôn chấp hành tốt các đường chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Trong gia đình, ông luôn là người chồng hết mực, thương yêu vợ con. Ông mất đi vợ đi, mất đi người chồng sớm hôm bầu bạn, con cháu mất đi người cha, người ông, mất đi một trụ cột trong gia đình mà không có gì thay thế nổi. Vợ không còn thấy mặt chồng, con không thấy mặt cha, âm dương cách trở. Ông mất đi họ hàng, mất đi một người thân, mất đi một tấm lòng luôn trọn vẹn với làng xóm quê hương, bạn bè làng xóm, mất đi người bạn, hội nông dân mất đi một hội viên tích cực. Hôm nay, bà con lối xóm cùng anh em xa gần xin được chân thành chia buồn cùng gia đình về nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Kính thưa toàn thể tang lễ, dẫu biết rằng quy luật của muôn đời là có sống có thác, nhưng hôm nay chúng ta có mặt ở đây là anh em, bạn bè, dòng tộc, không khỏi nghẹn ngào và bùi ngùi xúc động, lòng thương tiếc vô hạn khi được tin ông quên trần. Chỉ còn ít phút nữa thôi, ông sẽ vĩnh biệt chúng ta để về với thiên tổ, để vui với nắng sớm mây chiều,
vui bồng lai tiên cảnh, tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng. Với đạo đức và lối sống của ông, bạn bè, làng xóm ai cũng thương tiếc. Trước linh cứu của ông, chúng tôi cán bộ, đảng viên, nhân dân Tô Trọng Trung cùng anh em nội ngoại, con cháu nguyện được sống xứng đáng với những cống hiến của thế hệ cha anh đi trước, thực hiện ước mơ của các bậc tiền bối cha anh, đoàn kết một lòng, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, tiếp tục xây dựng nông thôn kiểu mẫu, nông thôn nâng cao, xây dựng cuộc sống quê hương ngày càng ấm no hạnh phúc. Xin được kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt ông, mong ông hãy thanh thản ra đi, an lòng, an nghỉ, chốn vĩnh hằng. Trước lúc tiễn biệt, đưa ông về cõi vĩnh hằng, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi đề nghị toàn thể chúng ta dành cho ông một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời ông Quách Văn Thủy, đại diện cho gia đình hiếu chủ, nên có đôi lời phát biểu. Xin trọng kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức lễ tang và các ông bà thông gia liên gia cùng bà con thân bằng cố hữu gần xa, hôm nay đã về với gia đình tăng chủ chúng tôi để thắp hương và tiễn đưa em chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thay mặt gia đình xin được cảm ơn và sau khi tiễn đưa em chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, xin mời các ông bà nói trên quay lại gia đình tăng chủ chúng tôi để mời bữa cơm buồn cùng gia đình. Kính thưa gia đình hiếu chủ, thưa toàn thể lễ tang, trong giờ phút đau thương vô hạn này, chúng tôi được đại diện cho ban tổ chức lễ tang và gia đình hiếu chủ xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con lối xóm, các tập thể, các cá nhân, các hộ gia đình, anh em nội ngoại gần xa, các ông bà thông gia liên gia đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt về tại gia đình hiếu chủ để thắp hương, cúng viếng, chia buồn tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang và gia đình, một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn. Và lễ truy điệu trong Quách Văn Doan đến đây đã kết thúc. Đề nghị anh em trong đội thì chúng ta vào làm nhiệm vụ.